Nó đâu anh? Anh à? Ui, kéo 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 lên. Nó đâu cắn đây. Đến đây anh ơi. Chú em ơi. Đây này. Ui. Đây. Ui đèo mẹ. Cái... kéo lên bây giờ lại nhảy xuống. Ui giời ơi. Còn đứng ở đây con đấy bảnh luôn. Tiếp được. Con này bảnh cái đẹp này xong này. Dạ. Đấy, sao đó đấy. Con cháu nào cũng đến được không? Cháu nào cũng có phần nhỉ. Ê, đây rồi. Ui giời. Ơi à. Ui. Ê à. Ê. Ui. Ui. Ha. Đây chú cho mọi người xem cái bành phía sau mọi người ạ. Đây này. Bành nó nâu nâu mà. Đây. Ui giời. Ui. Ui. Ui à, phải nhảy cơ, không làm sao được mọi người. Ui à, ui à, ui xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ui! Nó đâu anh? Anh à? Ui! Kéo 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 lên! Nó đâu cắn đây! Đến đây anh ơi! Chú em ơi! Đây này, ui. Đây này. Đây này. Ui. 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 Đèo mẹ. Kéo lên bây giờ lại nhảy xuống à? Kìa. Ôi ôi. Ôi giời ơi. Đâu? Thế trên chơi con rắn này, cháu đang đi kia đúng không? Cô bà thấy con rắn. Kìa. Thế cháu đuổi đến đây, đuổi vồ một phát vồ xuống đây, mai cháu còn níu cái này này không xuống nó cắn chết cháu rồi. Cả à, nhiều thế. Cả một mả đấy mà. Ôi trong cái bó kìa. Ôi con đại. Này. Kéo phải cháu thì chết hai người rồi, trong khi đấy nó mổ chết. Ờ, thì may em còn phá một tay nữa không? Thế trượt cả người. Ôi đưa mẹ cả bên này nữa này. Ui à. Lắng lắm chú ạ. Ui. Rơi luôn cả móc ấy mà. Ôi nó bò từ đây xuống xong chắc là không biết. Này. Ôi giời ơi. Con này này. Mãi nó còn bò cháu chiếu chiếu à. Chú với anh. Ui ơi. Ui giời. Đây ạ. Đây này chú ạ. Ui à. Ui ơi. Dạ. Lán á. Anh xem ở đâu đấy đây. Ôi mẹ con kia kìa. Ui giời. Để vớt cái này lên đã chú ạ. Đây này, bên này cũng có này. Bên này cũng có á. Ê anh. Mẹ mày nhìn đi. Ui à. Một đống ở đây này. Đây đây đây, phải bắt bên này trước nhỉ. Bắt bên này trước đi. Ui à. Ui à. Mẹ
mày tí. Ôi anh. Hả? Mẹ mày tí thôi, nó trời à. Ui à, trời ơi. Ui. Ui mẹ, con này to nhỉ. Ui chú ơi. Ui giời. Ui giời ơi. Ui giời. Kinh nhỉ. Chết cha. Ui ơi. Nó ngoài đầu ạ. Nhìn cái lớp vảy của nó này. Dã man chưa? Bạn ơi là có con. Hả? Bạn nó ngừng đầu ngay chỗ này này. Đấy có con đây. Đẩy vào không thì thế cho con này vào đi anh ấy. Trời, gần trúng chân rồi. Ê quý hả ơi con kia. Ây da. Con trúng chân. Ui dồi ôi nhìn này. Dã man chưa mọi người. Kinh khủng. Ui dồi mới từ chỗ này cho nó sạch trong mới bắt. Vâng đấy thôi. Với góc một ra đây. Cả bên trong hốc bên trong cái rãnh rãnh bên trong kìa. Đấy từ từ bên trong này nó có cái đống ná này. Với từ cái chỗ kia. Với trước cái trong này xem có không á. Đấy, hình như nó ở cái chung bóng hả? Không, chung bóng. Bối như thế này đi. Không đâu họ như đấy. Trong này đúng không? Đấy, đấy. Ôi mấy à, con không phải một con. Mấy con này đó. Cái con đấy chắc trắng này. Ây à. Ôi giời ơi, đây đây. Sao mà chăn này sao con không? Ôi ơi. Ê, trời. Ui, là cái con này. Ừ. Đáp ảnh lên này rồi. Quý nhìn nhận. Mẹ bố, con bé này. Ê giời. Ê giời. Ê giời. Giật gớm nhá. Ui. Bóc này có một con này. Đầy trong cái này. Đầy mà. Làm giật cả mình cơ. Cho nó mà chả gần đến chân rồi. Thế cho những con to to thằng một túi đi. Hả? Không rồi nó đè chết mấy con bé mất. Ờ thế thế cho con này đây á. Ok. Mấy con to to đây. Ui giời. Ui giời. Tao đứng cao cao này thôi nó mổ. Ui giời. Này, ôi mẹ con này, con mồm trợn má nhỉ. Dạ, con bắt con chân to đi. Con ui giời, con này bị gớm nhỉ. Con này khủng chúa đâu. Con này chú nhỉ. Ui giời. Con này đã đầy khủng rồi. Đầy khủng rồi mọi người ạ. Này, phải nói này. Từ từ. Răng hò cổ lại đấy. Đầy khủng rồi mọi người ạ. Woo. Giời ôi. Mẹ đi theo làm cái bể đó thì sâu thế nhỉ? Hình như bể bể này chứa dầu cái gì ra. Ui giời ơi, cái chân kìa. Ui giời ơi. Nó còn đấy to to. Ui con này màu da đẹp nhỉ. Con này con này ở đây con đéo lên được. Thế nó cứ ở đây con sinh sôi này lở ở đây được. Ừ. Vậy dưới này cóc cứ nhái là nhiều cơ. Trời ui giời ơi. À, đéo phải, cái này như có lỗ đấy. Lỗ đầy. Cái này như có lỗ ra đấy. Ui trời ơi. Đây này. Ấy. Này cho con này. Con này to này. Ấy. Ui, rồi, bạn nó mấy không? Minh tinh, minh một chút. Ui. Wow. Đấy chưa, đây. Nó tiếp một con đâu. Ai à? Nó tiếp một con đấy vào đi. Ui. Hết rồi, bên này giống. Ui, cao kìa. Ấy. Nhái. Này, kinh nhỉ. Con này. Ui, con này nó. Ấy, chắc tao ra, con này nó dài. Ui, lớn đấy. Thẻ lưới đấy. Không thằng bành luôn, quay lại nó úi luôn. Làm túi mới đi. Ấy. Mày xem trong cái gì ở bên hông này không? Ừ, bới hết con này đã. Mấy túi. Từ. Đang có đấy. Ui, con này nó cứ bảnh ngay giờ với nhỉ. Này. Úi, đấy thì lớn mà. Con này nó mổ cháu mà nó mổ không trúng, nó cứ mổ muối nó vào tường cơ. Rồi, con này cơ. Ui giời. Ui giời, nhìn này. Dã man chưa? Ui giời ơi. Cháu ơi. Con này nó bảnh lắm. Ui, mẹ con kia bảnh đẹp chưa? Vâng. Này, con này nó cứ bảnh ngay giờ luôn. Quá đẳng cấp luôn mọi người ạ. Anh à. Ui giời. Ui giời. Con này nó mổ vào tường chứ ạ. Con dựng lên dạ chưa? Con đúng nhỉ. Nó dựng vào tường. Ấy. Con này vào anh em. Túi không? Ôi giời. Ui giời. Mổ vào chân. Chú cẩn thận chứ, đúng cái chỗ đấy. Cẩn thận chứ. Chỗ đấy toàn rắn thì nó là màu lá cây nó giống nhờ. Hú hồn chim én. Ui mẹ, có cái bánh này. Ý giời. Có đấy. Ôi trời ơi.
mọc đây này con rắn luôn này. Ui, cái lá cây này nó giống màu nó giống nhỉ. Đấy con đấy kìa. Ui à. Ui à. Ui à. Cái con phỉ kinh nhỉ. Tiếng con đấy con nó phỉ. Ui à. Dã man chưa mọi người. Kinh khủng. Vào đi. Ui giời. Mẹ sao làm gì đâu. Ui giời ơi. Con ngoáy. Ô con này còn đang ấy. Ui giời ơi. Đủ quá. Ui kinh nhật. Con trời ướt cam này. Kinh. Không có mặt. Chưa. Kinh một trời đầy cam ở trên. Phải ngắn ngắn vào cái loại này nó mù. Chỉ chiếu chiếu. Chỉ đang ngắn này. Ừ đấy. Dạ. Đâu anh cứ để ui giời. Đớp luôn. Rồi rồi. Đây. Đây. Ui giời. Con nào con nấy này. Con nó bắt lên trước đây. Con nào con nấy mọi người. Ui giời. Ai được treo mạnh hả? Ui giời không? Hả? Con bên này tí nữa vừa nãy được treo lên trên cái đứng này đứng rồi. Ui giời. Nhiều lắm. Ui giời. Ui. Vãi phun. Đây. Chuôi. Ướt hết áo. Này, con này. Ui giời, con đứng lên đây con lấy mảnh luôn. Chụp thử tiếp đi. Con này bành như đẹp này xong này. Đấy, nhìn cái ấy sầu của nó đấy. Thế nữa là đây con cháu nào cũng đến như con, cháu nào cũng có phần nhỉ. Này, con này nó đang chuẩn bị chưa lỗ này. Con bé này. Đấy rồi, rồi. Ui, cha mẹ ơi. Ui. Này, bắt con bé trước ra nhỉ. Bắt nhé. Con to kia từ lá. Con bé. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Mạnh mới cho mọi người xem cái mặt. Ui rồi. Ui rồi. Cẩn thận nó quay lại nhanh nhanh lắm đấy. Đây còn con bên này cái mặt trăng nó nhìn gớm. Ui rồi. Lung tung. Rồi. Lung tung bèn lên hết. Này. Con này nữa nhỉ. Tại con chưa này. Với động tí nó bành luôn này. Đây. Ui giời. Ui rồi. Luôn. Ui rồi cái bành phía sau mọi người. Quá đẳng cấp luôn mọi người. Mày thế nhỉ? To có vẻ có đủ nó. Ai trong này này. Đấy. Rồi. Đây như này. À, đây túi này. Bớt túi đi không thì tí nữa nhà hết rồi. Đây như Du này. Cho được ba con đó. Úi giời. Úi giời. Kinh này. Nó đâu. Ăn tròn như tí. Úi giời. Ăn nằm nháo. Úi à. Kiểu lên cái đá bành ngay rồi. Úi giời. Đớp. Lên tăng bèng hết. Úi giời. Phỉ. Úi đâu phải cái đấy. Đấy cái đấy. Đây cơ mà. Này. Úi cỏ đâu. Úi giời. À. Họ chẳng đánh gì rồi giờ. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi Đây này. Đây nhá, mọi người nhá. Đấy. Cho cái túi đi. Đây rồi. Rồi. Này. Úi giời. Mặt há mồm chơi luôn. Dục. Bữa nó sạch hết đi. Úi giời, tí nữa thì nó quặng còn kìa phát nè. Loại nhỏ nhỏ này nó nhanh mọi người. Nhanh. Mà nó loạn quăng cơ. Quấn có kiểu. Cháu này nằm quấn gọn đây cơ mà. Ừ, anh cho tôi túi khác á. Hả? Gần hết rồi anh ơi. Gần hết rồi. Cho nó đi. Cho nó đi. Úi giời.
đấy nhỏ nhỏ nhưng mà loang quăng luôn ạ. Bọn này cũng được vài ngàn. Ấy xài rồi. Như con này. Nhà luôn. Ừ. Đây. Cái đầu nó sừng luôn rồi nhỉ. Đẹp luôn. Người dẹp đẹp luôn nhá. Luôn các kiểu này. Cẩn thận nha nha. Đấy. Đẹp đẹp. Cứ nhốt dài lắm một này đoạn à, nhái nè mọi người sợ thấy còn không được bám trên tường con bành thấy chưa ui trời ơi mọi người này ui trời ơi nhìn cái bành nó này. Ui giời. Tập chơi mà con thấy con cái bành lên. Mình tí nữa đây, vừa nãy mình nhảy lên cái bờ tường này rồi, cái bành nó tàu. Ui giời. Ui giời. Cho nó xong với con. Cái thì cứ chẹt chẹt trong máy này. Khả năng nó vẫn bò lên được. Thôi. Ui giời. Chống rộng ra nó đang khoảng 360 độ loại này. Không biết đường nào mà lần nhỉ? Còn lần như còn lần. Úi giời. Cái này vẫn còn này. Úi giời. Úi giời. Đây đây. Úi giời. Úi à. Úi giời. Ê à. 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 Chú cho mọi người xem cái bành phía sau mọi người này. Bành nó lâu. Đây này. Bành nó nâu nâu mà. Đây. Úi giời. Ừ, ấy cho vào mắt to đi. Ừ, một chú lại phun vào mắt rồi. Ui tắc ra. Ui giời. Mọi người nghe tên vít của nó mọi người này. Trời ơi, cứu luôn. Đầy gam. Nãy em mình không vào. Mau sao thằng ấy bắt bắt vào đi. Kêu nó hăng lên rồi mà. Kêu nó điên lên rồi đó. Trời chết luôn. Quát cái này, nhìn đây. Độ kinh chưa? Tí bám mũi tí đuôi nhưng mà con ấy kinh nhỉ. Rồi chắc xa nó tí nó phun vào ấy. Này, cướm nó bỏng đi. Muốn quay bảnh phía sau đó cho mọi người xem nhưng mà nó lượn khắp nơi thấy được nó khắp nơi mọi người quá chắc luôn đấy được nhá. Ui mà nó thấy mình động cái nó xoay mà ê xuống thật con này á. Đấy đi đến đâu là nó nhìn đến đấy luôn mọi người ạ. Thôi cho con này vào đi. Không chơi được đâu chú ạ. Kìa. Ui nó chơi lại chú Tư rồi. Cẩn thận nó phi thẳng lên móc nha chú nhá. Chả phi. Xong đập cho cắn. Bắt đầu ngoáy. Đấy. Thôi cho dí đầu đi chú ơi. Ê. Ê ông cháu ơi. Nó trong ấy. Cuộn. Nghe tiếng zip của nó là út. Chúng ta treo phía sau cho em nhìn nào. Ừ. Chúng ta treo đấy đi. Giờ cái gãy của nó hơi khó. Ngố mày là tao mày. Tuyền quá. Ê, tao cho vào đi chú ơi.
không chơi con này đâu. Sao mày kinh thì nó xoay khắp nơi này. Ây à. Xử lý con này quá nguy hiểm luôn mà. Ấy xong bắt đầu cầm vào cái chân đuôi đấy. Cho vào đi nhá. Nguy hiểm luôn rồi. Rồi. Nguy hiểm nhỉ. Làm cái chỗ chặt hẹp nguy hiểm quá mọi người. Này, đứng lên đây rồi thế là chân nó trượt phát xuống. Không làm sao được. Phải nhảy cơ. Không làm sao được mọi người. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Kinh nhảy. Ui giời ơi. Chú Dự thể hiện nha mọi người nha. Chạm trán với cái loại tử thần này không nói ai được mọi người. Anh em mình có kinh nghiệm rồi nhưng mà vẫn run. Gặp những con rắn này vẫn run. Đây. Đâu? Chú ơi. Rồi cháu chạm phát thử xem. Để làm gắt mạnh xem. Nhìn con ấy cái áo chưa ra nó kia nó cho nó ấy nhiệt. Mọi người không nên học theo cho mọi người nhá. Vì đây anh em mình có cái chút kinh nghiệm rồi nhưng mà cũng hơi run mọi người. Chán chán với tử thần này. Xong rồi. Đấy nó lượn đấy. Nhìn thì không tên bành con cá này. Ý, sao ra đây. Ý. Quá run luôn mọi người. Không phải là đùa giỡn được với cái loại này được. Cái bánh nó làm sao nét vậy? Đấy. Quá nét. Quá to luôn con này. Cái bánh theo cái to. Ôi giời, bánh nó to nhỉ. Bánh nó ác thế. Úi giời ơi. Một bát. Đấy, nhìn sao cái bánh nó dưới nó rớm thật. Ôi giời. Úi giời. Trời ơi. Ấy. Con bắt nó đi. Bắt vào tôi đi. Mày cho tôi chưa đời rồi. Ui giời nhảy. Con này cũng có khác gì con hồi nãy đâu. Đúng rồi. Đúng không? Hai con này nó nấp ở một chỗ này. Ừ. Con này ba con ở trong cái góc đấy còn con này không. Trời ơi. Ui giời. Toàn nó đi riêng. Nó quá to luôn. Này, hàng nó phải được đậm chất như thế nhá mọi người nhá. Còn túi này luôn, còn sợ nó mồm. Đây rồi. Đâu? Tống môn này. Vẫn còn này. Rồi. Vẫn còn đầy này. Đây. Quay này. Đấy rồi. Ui rồi. Còn mấy con nữa cơ. Có anh ấy. Con to con đấy. Góc góc chưa đi. Rồi góc kia bốn con. Con gì vậy? Con nó to lắm mà không biết con này nó ở đây rồi. Em tưởng con nào không? Ui à, sao nó bành cái bành kia. Ui à ơi, anh chưa tránh à? Anh chưa đây. Ui à. Tôi cho đây đi. Ui à. Nó chơi chân không? Ôi trời. Ui trời thấy. Cho vào luôn đi. Cứ mày nhìn đấy. Cho vào luôn. Mày chơi được con này. Đấy, cũng nhanh nha. Thôi mọi người nhá. Anh em mình kiểm tra quanh hết chỗ này rồi, còn con nào thì để quay cho mọi người xem. Để mọi người xem ủng hộ cho Cu Song như toàn thể anh em đến xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Quá nguy hiểm luôn ạ. Thế đầu chưa nhưng chưa bối sao ấy. Vâng, ở dưới cái bể rắn này quá nguy hiểm luôn. Ba túi rồi mà.